cũng rất vinh dự là đồng chí đây thì có lẽ là từ vị trí mà bắt đầu là thời điểm mà khó khăn nhất là vị trí mà chia tay công ty thì vị đó là anh Dung là người làm rất thảm tự hào là với đây thì chung anh nhưng mà là cái điểm vật tư rất ít thiếu có thể là cái tình cảm duyên còn ở nhà này rất nhiều người và trong cái quá trình có những lúc thuận lợi có những lúc khó khăn nên cũng người thân chia sẻ thì cùng với cái tình cảm đó cũng qua cái quan hệ với chỗ anh Dung anh vừa là cái trách nhiệm chung họ trở nên vừa là tình cảm với tổng ty nên là có những việc gì mà ký một chuyển đổi với tổng ty tuy nó nói là họ sợ nhưng tôi cũng tôn trọng ám đi giám đốc sợ là báo cáo thật với nhau có những cái có thể là tôi trao đổi với lập được nói thực sự đấy hả có nhiều cái tôi trao đổi với nên lập được thì đó thời cảnh thì thời tháo anh chị đấy chứ không có nói thực sự có nhiều vừa lắm hỏi anh lập rồi cái này lập vào cái kia nó ông chị cho bạn phải không.